xong triển khai là cái diệu quan sắc trí là cái thức thứ sáu mà xong dạy con có cái tâm hy sinh cái tâm hy sinh nó lìa cái phân biệt thì cái diệu quan sắc trí nó hiện lên mà diệu quan sắc trí này kinh lăng già nó không có nói tới cái tướng định mà nó nói bằng cái tánh định, cái định bằng tự tâm, chứ nó không lấy cái tướng định vào nào là phi phi tưởng xứ nào là diệt tận định nó không có nói tới, nó nói mình làm sao cái định từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền là mục đích để cho cái tâm nó an cái tâm thanh tịnh mà dùng được cái diệu quan sắc trí và bình đẳng tánh trí đại viên cảnh trí được thì cái tâm nó ứng dụng ứng dụng hét la chửi mắng đá banh lội dưới biển cũng thanh tịnh tại vì thanh tịnh này nó vô tướng Nên ở đây các con ngồi thiền quán du già để quay trở vô bên trong cho cái tâm nó không duyên theo bên ngoài gặp thuận cảnh hoặc nghịch cảnh để cái xương sống nó ngay hơi thở nó đều đó là điều thân và điều tức nhưng còn cái trí tuệ thì phải ứng dụng. Lục độ ba la mật, bố trí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Trí tuệ đây. Bố trí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Hai câu thiền định này và trí tuệ này để cái tâm được thanh tịnh. Mà muốn cái tâm được thanh tịnh đi vào thiền quán Nhu già, đi vào kinh Lăng già, triết lý lìa phân biệt và chấp thì tâm nó thanh tịnh. Không cần phải ngồi ứng dụng bằng cái thân hình tướng hữu vi này Vì chỗ này mà Ngài Thái tử Tất Đạt Đa phải bỏ cung vàng địa ngọc vợ đẹp con ngoan để đi vào cái tâm hy sinh. Năm năm cầu Pháp, sáu năm khổ hạnh mang bác đi sinh là để luyện cái tâm nhẫn nhục. Ngày qua giai đoạn điều thân, điều tức rồi. Bây giờ phải luyện cái nhẫn nhục tới cái thức thứ tám thứ là cái đại viên cảnh trí là siêng năng chỗ đó nó mới chuyển thành cái trí dụng mới được thì hôm nay triển khai cái diệu quan sát trí là cái thức thứ sáu thứ là lìa cái phân biệt diệu quan sát trí nếu mà dung thông Năng lực của nó giống như là cái viễn vọng kính và thiên văn kính Thấy rất xa Nhưng rõ đó là năng lực của hai loại kính này Đứng về mặt trí là diệu quan sát trí Thì năng lực của nó siêu việt hơn nhiều Thấy khắp cả cõi tam thiên đại thiên thế giới Đó là thấy cái A-la-hán Thấy khắp cả pháp giới nhưng chưa rõ lắm Là hàng sứ giả Bồ-Tát thấy khắp cả pháp giới một cách rõ ràng như cái trái ăn na la trong lòng bàn tay và đây là ở phạm vi của Buddha bởi vì cái diệu quan sắc trí nó là một cái trí dụng mà hàng thinh văn thì nó có giới hạn mà hàng đại thừa thì nó vô hạn nó nhìn thấy từ con người từ cái hành động từ cái lời nói nó biết bên trong hết tại vì nó đi về cái trực giác vô tướng mà muốn có trực giác nó phải đi về cái tỉnh thức tỉnh giác rồi mới tới trực giác mới giác ngộ cái trực giác nó vô tướng một người thầy muốn đào tạo một người học trò không bị học trò gạt bởi vậy thầy có đặt hai câu thiền sinh gạt thiền sư nhắc lại thiền sinh gạt thiền sư vì thiền sư không biết tâm của thiền sinh bị nó gạt hết học trò nó gạt ông thầy hết không thấy được cái tâm của người học trò làm sao dạy được người học trò mà thường thường gạt ông thầy không à tại sao vì ông thầy có nhu cầu cần học trò hàng Bồ Tát thấy khắp Pháp giới một cách rõ ràng như cái trái Amalạc trong lòng bàn tay và đây cũng là phạm vi của Ngài Buddha thấy được tổng tướng của các tướng của các Pháp, thấy được tướng riêng của từng Pháp, thấy được chung của cái riêng trong cái riêng nó có cái chung thấy một cách rõ ràng tùy theo đó mà nói Pháp tùy theo đó mà ứng dụng dạy đệ tử, đó là trí của Diệu Quang mà còn bình đẳng thuyết Pháp thì dù thân này ghét thì cũng nói nửa tiếng thôi. Cho nên bình đẳng nói theo ý nghĩa này, còn diệu quan giải thích theo ý kia, còn đại viên thành sở thì theo về thành sở không có tách rời đại viên. Nhưng nói thân căn không thể tách rời bản thể được. Từ bản thể có ra thân hữu hình của chúng sanh nên bản thể chuyển thì phần căn căn cũng chuyển. Trong duy thức lượng nói, lục thất nhân trung chuyển là ngũ bát quá thượng duyên, tức là tức cái thức thứ sáu và thức thứ bảy thứ trong giai đoạn đang tu nhân nó chuyển từ từ, còn thức thứ năm và thức thứ tám nó nó mới chuyển, bởi vì cái thức thứ tám chuyển toàn bộ rồi thì năm thức trước nó cũng chuyển theo vì năm thứ trước là tác dụng Thân căn của cái thức thứ 8 Nó thuộc là tướng phần của anh này Bản thể chuyển thành tướng phần Là chuyển theo nên đến phần của nó Mới chuyển nên chuyển một lượt Không thể tách rời nhau Từ nơi thành sở tác trí Tương ưng với ứng quá thân Đó Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là là cái quá thân Nhưng mà nó do cái đại viên cảnh trí Cái thức thứ 8 bên trong Nói chuyện Khi Mình lìa được cái phân biệt và chấp rồi Mình dùng cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương rồi Thì Cái thức thứ 8 nó chuyển thành đại viên cảnh trí rồi nó đi ngang cái anh thứ bảy và anh thứ sáu luôn Chứ nó không dính lại Vì sao? vì nó đã bình đẳng và nói thanh tịnh rồi nó đưa ra cái năm, năm căn đầu là mắt tay mũi lưỡi thân là năm thức đầu là th sở thành tác trí là diệu dụng ra vì vậy thiên định nó vào được cái việc trận định rồi mà nó không ứng dụng được ra nó đè cái thức thứ sáu đè cái thức thứ bảy không có cho khởi niệm nữa. Nhưng mà còn cái thức thứ tám nó chưa lưu suốt được. Tại vì sống bằng độc giác. Một mình không có bao giờ nhiễm mô Trốn vào rừng sâu trên núi tuyết. Mà khi nào Kim can Thừa Và Lăng già ứng dụng được Cái tâm hy sinh nhẫn nhục Và chân thật tình thương Thì sống bình thường Với cái ngũ trượt ác thế Tại sao Vì cái thức thứ sáu, cái thức thứ bảy Chuyển thành diệu quan sát trí và bình đẳng tính trí rồi Đại viên kinh trí rồi Nó ổn định được ở trong cái CPU rồi Nó chuyển được Thành như lai tàn tâm rồi Nó đi thẳng vào cái sở thành tác trí là cái hóa thân để ứng dụng ra thôi nó bằng trực giác lúc đó nó không còn tỉnh thức nữa mà nó trực giác và giác ngộ trực giác là ứng dụng giác ngộ là chân tâm lúc đầu mình mới sử dụng tỉnh thức là mình lìa cái phân biệt và chấp phải tỉnh thức mình dựng cái tướng lên vậy coi mình có kẹt thức không đó bây giờ thiền quán vô già mở con mắt ra nhìn cái bông không khởi phân biệt và, và chấp cái lỗ tai cũng nghe la hét giảng ôm rùm cũng khởi không khởi phân biệt thì chấp tất cả cái biết đó nó đưa về cái đại viên cảnh trí là cái thức thứ tám luôn nếu mà thuần như vậy hoài thì đại viên cảnh trí nó hiện ra lại nó chạy thẳng luôn nó không kẹt cái thức thứ bảy trận lại nó không kẹt cái thức thứ sáu trận lại nó đưa thẳng cái sở thành tác trí là cái quá thân cái kia là pháp thân với quá thân để ứng dụng ra nó là vậy từ nơi thành sở tác trí tương ưng với cái quá thân biến quá độ tương ưng với phàm thánh đồng cư đó tại vì năm cái căn này nói như là phàm thánh đồng cư phật và chúng sanh là một cần tao làm quỷ tao làm quỷ cần đã làm quỷ và xoa tao làm quỷ và xoa tuy tao thích làm gì tao làm tùy duyên mà bất biến. Bất biến là gì? Là Phật. Tùy duyên là gì? Chúng sinh. Mày cần cái gì về tao giật cái nấy à? Nhưng bên trong tao bất biến. Đó là sử dụng cái thân và miệng, nói chung là ba nghiệp sử dụng thân và để ứng dụng vào việc làm, ứng dụng miệng để nói pháp sử dụng cái ý thanh tịnh để truyền pháp như vậy tách rời thân này ra thì không thể ứng dụng trí tuệ được nên thành sở tác trí là cơ sở y cứ của quá thân và nó y cứ trên cơ sở biến hóa phàm thánh đồng cư Phật và chúng sanh là một hết